lần đầu tiên em nhìn thấy con của mình á, thì cái cảm giác của em lúc đó nó ra sao? Em nói cái này không biết có mọi người có chửi em không, em chứ cứ nói đi. Em không có cảm giác gì hết trơn. Em không biết sao mà em không có cảm giác làm mẹ luôn á. Em phải nuôi em bé chắc phải một tháng sau á em mới có cảm giác là mình đã trở thành một người mẹ. Nghĩa là trước đó em vẫn cảm giác là mình có em bé, nhưng mà cái mối dây liên kết giữa mẹ với bé nó chưa rõ, nó không có cái cảm giác gọi là gần gũi thiêng liêng như mọi người nói. Mọi người nói nó rất là thiêng liêng cao cả ha. Còn em coi nó giống như một cái ca mổ thật sự luôn á. Tại vì mổ xong cái em bé khóc lên thì mình cũng vui đi, là mình hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cái đưa em bé qua bên bác sĩ Nhi làm vệ sinh. Lúc đó em vẫn còn có cái màn em đang may vá ở dưới mà, thì ẩm em bé ghé vào đầu em coi, cái việc đầu tiên của em là giống như em bị nhảy số á, em nhìn qua để nhớ mặt. Điểm gì? Nhớ mặt nha. Con mình mặc vậy nha, xong rồi cái ẩm ra ngoài để nằm da tiếp da với ba nó trước. Ủa gì kỳ. Em bên bệnh viện em không biết sao nữa, em biết kinh nghiệm mọi người sao, nhưng mà em vậy á, tại vì em vẫn còn đang may ở dưới đó. Là xong. Lúc đó ngoài kia anh kia là phải mở cúc áo sơ mi để da kề da với con á. Thì ôm con trước đó, là lát nữa em ra phòng hồi sức rồi bắt đầu mới chuyển qua em. Là ổng ở ngoài đây, ổng chụp hình 80 kiểu với con này nọ xong xuôi hết luôn em mới ra. Trong cảm xúc đặc biệt hơn em á, tại vì cái mắt y chang ảnh nè. Dạ. Không có giấu em cái gì luôn á. Da kề da đầu tiên lại là kề da với ba nữa mà. Dạ, thậm chí là trong một tháng đầu tiên là em không có quen miệng xưng mẹ với con em luôn á. Em xưng bằng gì? Trái xoài ơi. Em kêu em bé không mà. Em nói chuyện với mọi người là em nói em bé đang ngủ rồi, em bé uống sữa này nọ, chứ em không có quen miệng xưng là con rồi mẹ. Dỗ người ta làm sao, lúc ẩm người ta lên dỗ rồi dỗ làm sao? Không, em không có biết hát ru. Không, ý gì nó là xưng sao, ví dụ như ẩm lên một cái phản ứng bình thường thưa quý vị sẽ là ô mẹ nè, hoặc là mẹ chào em bé đi, nếu như em gọi bạn ấy là em bé. Còn lúc này nếu như mà không quen miệng luôn thì lúc đó em đó, em chắc cũng phải ra tháng em mới xưng mẹ cách quen miệng được á. Còn lúc mà em ẩm lên cái em nói ngủ sao rồi em không có hát ru á. Xong cái em cũng theo, tại vì em lúc mà em bé về là em đã cho nằm củi riêng rồi, không hát được thì mình chỉ ngồi mình nhìn thôi. Ngồi nhìn dỗ mở nhạc chị. Em mở nhạc không lời á, ru ngủ. Nhà em được cái là không có khiếu âm nhạc nha chị, hay đấy đều dở chứ được cái. Nên sợ hát sao em bé đó tỉnh ngủ không có nào dám hát. Rồi cái sẹo đó nó có cản trở em trong việc bút lịch lại với chồng không? Em nghĩ là có, nhưng mà không phải mà là có do coi chương sẹo. Trình mình thiệt nè. Ai mà là khán giả trung thành của chương trình mới nhận ra cái thuật ngữ bút lịch của chúng tôi thôi. Em nói rồi là nguyên cái thời gian bồ là em cứ coi đó. Những cái số chương trình mình rất rồi, là nhiều. Em coi từ lúc chị Lan tóc dài đến lúc tóc ngắn mà giờ lại luôn. Đúng rồi. Không? Như vậy thì bây giờ đến cái đạo bút lịch. Thực ra nó không phải là cái sẹo nó ảnh hưởng, mà là do lúc đó em cũng không có tinh thần, không có nhu cầu cho cái việc đó. Em nghĩ là một phần do mình cảm thấy bản thân mình lúc đó cũng không có gì hấp dẫn á chị. Nhưng mà đối tác của em thì sao? Đối tác của em còn kinh khủng hơn. Đối tác của em nói rằng ảnh bị trầm cảm sâu sinh. Ảnh bị trầm cảm sâu sinh. Không, nhưng chị xác nhận là có nha, đừng có ghẹo ảnh. Có nhiều anh chồng bị trầm cảm sau khi vợ sinh. Mà em rất là thắc mắc lúc đó là ủa tại sao em còn chưa nói ra được bốn từ đó mà anh đã có thể nói được bốn từ đó với em vậy. Rồi sao? Thì anh bị trầm cảm sau sinh, cái này là có thiệt nha. Anh có đi nói chuyện với bạn anh rồi có thiệt. Thì em mới nói là ok em chờ anh. Em nghe ngược vậy. Ủa chứ giờ sao không lẽ giờ mình ép người ta chị ta biết là không, nhưng mà nó ngược hoàn toàn đúng không? Trước giờ chúng ta sẽ nghe là anh chờ em. Trời, trầm cảm tôi đang hình dung ra chồng của Ninh Hoàng Ngân trầm cảm sau sinh. Lâu lâu cứ nhìn qua nhìn lại cái thấy anh ngồi ở một cái góc phòng khóc thúc thích. Mà không hiểu lý do tại sao mình khóc. Thôi đi, nam giới trầm cảm sau sinh người ta sẽ làm chuyện khác chứ người ta không có khóc. Em cũng không rõ là họ sẽ làm chuyện gì, nhưng mà mình cũng phải giữ một cái sự riêng tư. Em đợi em lâu lâu. Trời, em đợi chắc cũng phải tới gần đây á, chắc phải 6 tháng đầu. Nói chung vậy là trầm cảm nặng lắm đó em. Không, nếu mà nói chị đang hỏi em là cái lần đầu tiên hay là chảy thì chẳng thấy bình thường. Hay đại loại như là cũng lần đầu tiên em còn nhớ không? Không, lần đầu tiên thì thật ra cũng không có lâu lắm. Nhưng mà ý em nói là nó không đều đặn được. Nó đúng rồi đó chị, nó cho nó không sẻ. Nó giống như là một cái cuộc sống mới thật sự, một con người mới gì đó. Nó không phải như lúc trước á, hai vợ chồng như hai vợ chồng son gì đó. Và em vẫn đang trong quá trình đợi. Đó, thực ra hiện giờ vẫn đang đợi để mọi thứ trở về bình thường. Dạ. Em kể cái này theo là lúc đầu là em định sinh thường, cho nên là có đăng ký cho ảnh để vào cái phòng sinh chung với em. Thì ảnh cũng rất là đắn đo cái việc đó.
ảnh cũng suy nghĩ là anh có nên vô không ta, tại vì nhiều người bạn của anh nói là vô xong là nó sẽ ám ảnh mày cả đời, mày không quên được chuyện đó đâu, là sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến hai vợ chồng sau này. Nhưng mà em thì em muốn ảnh vô, em nói là thôi anh vô, anh đứng ở trên nắm tay em thôi cũng được, anh đừng có đi xuống khu vực ở dưới là được. Cái đăng ký xong hết thì cuối cùng là em sinh mổ thì lại chưa có phải đăng ký trước đó, thì ảnh lại không vô phòng mổ được. May mà không vô phòng mổ mà cuối cùng là vẫn trầm cảm sau sinh rồi chứ ảnh mà vô phòng mổ em không biết giờ ảnh sao luôn.